kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, dạng sáng ngày 31 tháng 7, tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện cảng hàng không vừa thông tin một vụ việc pin tự chế, pin dự phòng phát hỏa tại khu vực nhà ga. Khách mang pin dự phòng tự chế ký gửi hành lý không được nên bỏ lại. Cục pin này sau đó đã bốc cháy. Và lúc 23 giờ 55 phút ngày 30 tháng 7, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý ký gửi, tại đảo g ga đi quốc tế xảy ra một vụ cháy nhỏ từ pin dự phòng của hành khách bỏ lại do không được mang trong hành lý ký gửi vụ cháy không lớn kèm tiếng nổ nhỏ lực lượng an ninh đã dùng bình bột chữa cháy nhanh chóng dập tắt đám cháy theo đại diện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết có sự việc trên và pin dự phòng bị cháy là loại tự chế ngay khi phát hiện đội an ninh trật tự quốc tế đã nhanh chóng lấy bình chữa cháy và dập tắt đám cháy ngay lập tức vì đại diện cho hay vì sử dụng bình bột chữa cháy nên bụi bột tạo khói ở khu vực được dập lửa. Đội cứu hỏa khẩn nguy trung tâm điều hành sân bay đã xử lý các bước tiếp theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao và đến 0 giờ 55 phút sáng 31 tháng 7, khu vực cháy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sự việc không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác tại nhà ga. Theo quy định hành lý của các hãng hàng không, pin dự phòng được phép mang lên máy bay dưới dạng hành lý sách tay và tùy theo quy định của mỗi hãng, công suất cục sạc không quá 100 đến 160 Wh. Tuy nhiên thì hành khách không được phép cho pin dự phòng vào trong hành lý ký gửi. Lý do sạc dự phòng là vật liệu dễ gây cháy nổ vì được làm từ lõi pin lithium polymer một số loại sạc kém chất lượng chỉ sử dụng lõi pin lithium ion càng làm tăng khả năng cháy nổ chẳng hạn việt nam airlines quy định vật phẩm không nên ký gửi bao gồm các vật phẩm có giá trị như tiền đồ trang sức máy ảnh máy quay phim máy tính cá nhân điện thoại di động những vật này nên mang theo trong hành lý sách tay và không nên ký gửi tránh tình trạng vật phẩm bị hỏng hóc hoặc mất mát đặc biệt các thiết bị pin lithium tháo rời pin sạc dự phòng chỉ được chấp nhận vận chuyển theo hành lý sách tay không được ký gửi Mặc dù vậy, nhiều hãng bay công ty dịch vụ mặt đất cho biết hành khách vẫn chưa tuân thủ quy định này. Một nhân viên công ty dịch vụ mặt đất nói, trường hợp phát hiện hành lý ký gửi có pin dự phòng, hãng phát loa tìm khách để lấy ra rất mất thời gian, ảnh hưởng đến giờ khai thác của chuyến bay. Pin dự phòng là thiết bị phổ biến và quen thuộc mà nhiều người đang sở hữu, tuy nhiên, ít ai ngờ rằng thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ uy hiếp an ninh hàng không khi chúng được mang lên máy bay. Tất cả các hãng hàng không cấm hành khách đặt pin sạc dự phòng trong hành lý ký gửi và cho phép đặt pin sạc dự phòng vào hành lý sách tay để mang lên máy bay. Tuy nhiên, tùy theo từng hãng hàng không, pin sạc dự phòng cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới được phép mang lên máy bay, chẳng hạn dung lượng pin, tình trạng pin, thương hiệu pin hay số lượng pin sạc được mang lên máy bay. Theo quy định của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, Hành khách chỉ được phép mang lên máy bay tối đa 10 viên pin sạc dự phòng, dung lượng đến 20.000 mAh một giờ. Trong khi đó, thì pin có dung lượng từ 20 mAh một giờ đến 32.000 mAh giờ chỉ được phép mang tối đa 2 cục. Pin sạc dự phòng có dung lượng lớn hơn 32.000 mAh giờ không được phép mang lên máy bay. Cục hàng không dân dụng cũng yêu cầu tình trạng pin sạc dự phòng phải nguyên vẹn, không bị hư hỏng, móc méo hay dò dỉ. Một số hãng hàng không chỉ cho phép mang lên máy bay pin sạc dự phòng dung lượng tối đa 20.000mAh. 20 Do vậy, người dùng cần chủ động liên hệ với các đại lý bán vé hoặc dịch vụ khách hàng của hãng hàng không để tìm hiểu kỹ về quy định mang pin sạc dự phòng lên máy bay, tránh trường hợp bị cấm mang buộc người dùng phải vứt bỏ pin sạc dự phòng tại sân bay. Việc được phép sử dụng pin sạc dự phòng để sạc các thiết bị điện tử trên máy bay hay không phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc từng hãng hàng không. Tại Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng khi đang ngồi trên máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Việc sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ảnh hưởng đến an toàn bay. Ngoài ra, người dùng nên tắt nguồn pin sạc dự phòng khi cất vào hành lý sách tay để đảm bảo an toàn một số hãng hàng không vẫn cho phép sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay nhưng không được phép sử dụng trong quá trình cắt hạ cánh trong trường hợp cần sạc thiết bị điện tử tại ghế ngồi của một số loại máy bay có trang bị sẵn cổng kết nối usb hoặc là ủ cắm điện người dùng có thể sạc thiết bị của mình trực tiếp từ các cổng kết nối này Pin sạc dự phòng là thiết bị dùng để lưu trữ năng lượng và dùng để sạc cho các thiết bị khác khi cần. Việc tích trữ năng lượng vào các cell pin về cơ bản luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nếu quá trình sử dụng pin sạc dự phòng không đúng cách sẽ khiến cho thiết bị phát nổ bất cứ lúc nào. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người. Chẳng hạn như vào cuối tháng 8 năm 2023, một vụ cháy xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khiến hai người thiệt mạng và 5 người bị bỏng. Video do nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc xe buýt bị nhấn chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên nghi ngút. Theo điều tra của cơ quan chức năng, nguyên do của vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một viên pin sạc dự phòng trong ba lô của hành khách bất ngờ phát nổ và bốc cháy, nhưng không ai hay biết Đến khi được phát hiện thì ngọn lửa đã bùng lên mạnh mẽ. Khi phát hiện cháy, tài xế đã lập tức dừng xe và mở cửa để hành khách sơ tán nhưng ngọn lửa bùng lên quá nhanh đã gây ra thương vong. Có hai nguyên do chính khiến pin dự phòng phát nổ đó là yếu tố bên ngoài bắt nguồn từ cách sử dụng của người dùng và yếu tố bên trong bắt nguồn từ lỗi của nhà sản xuất. Với yếu tố bên trong nếu nhà sản xuất sử dụng chất liệu linh kiện, lõi pin chất lượng kém có thể dẫn đến tình trạng chết lõi bên trong điều này khiến tuổi thọ pin sạc dự phòng bị rút ngắn nguồn điện cung cấp không ổn định và ảnh hưởng trực tiếp đến pin trên smartphone khi sử dụng sạc dự phòng đối với yếu tố do người sử dụng nhiều người thường có thói quen đặt pin sạc dự phòng tại những nơi có nhiệt độ cao dưới ánh nắng mặt trời mà không biết rằng điều này khiến pin dự phòng có thể phát nổ bất cứ lúc nào theo khuyến cáo của các nhà sản xuất pin sạc dự phòng không được đặt ở nơi có nhiệt độ cao ẩm thấp và trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì vậy người dùng tuyệt đối không nên để pin dự phòng ở những nơi có nhiệt độ cao như bên trong xe ô tô đậu dưới trời nắng trong cốp xe máy gần lửa vì điều này có thể khiến sạc dự phòng phát nổ gây nguy hiểm ngoài ra người dùng cũng không nên để pin sạc dự phòng đang sử dụng dưới gối trong chăn hoặc dưới đệm vì đây là những vật thoát nhiệt kém dễ bắt lửa có thể gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng nếu pin dự phòng không may phát nổ hiện tại pin sạc dự phòng đã trở nên rất phổ biến và mức giá của những loại phụ kiện này cũng không quá cao do vậy người dùng nên lựa chọn sản phẩm đến từ những thương hiệu uy tín đặc biệt phải tuân theo hướng dẫn sử dụng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra cũng liên quan đến vấn đề cháy sạc dự phòng ngày 28 tháng 7 năm 2023 bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho hay, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi LMT sinh năm 2016 ở trường Lao Mường La Sơn La bị thương do nổ sạc dự phòng điện thoại, đang sử dụng điện thoại kết nối với sạc dự phòng, không may cháu bé sinh năm 2016 ở Sơn La bị ngã khiến sạc dự phòng phát nổ, gây chấn thương nghiêm trọng mất nhiều máu. Theo người nhà bệnh nhi cho biết cháu bé sử dụng điện thoại kết nối với sạc dự phòng không may trẻ bị ngã khiến sạc dự phòng phát nổ Tai nạn khiến bé bị thương nặng và được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Mường La cấp cứu trước khi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương vô cùng phức tạp, tiên lượng chấn thương rất nặng nên được chuyển ngay lên khoa phẫu thuật gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu vết thương động mạch tĩnh mạch đùi phải, trong mổ bệnh nhi được truyền hai đơn vị máu. Sức khỏe bệnh nhi thời điểm đó đã ổn định, tuy nhiên phần da bị tổn thương nặng nên bệnh nhi cần được phẫu thuật vá da thì hai thạc sĩ bác sĩ nguyễn công bằng trường khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tuyên quang cho biết tổn thương do vật nổ nói chung do sạc điện thoại nói riêng thường rất nặng và phức tạp cần được xử trí sớm và chuyên khoa sâu do vậy khi bị tổn thương này cần được sơ cứu đúng cách băng ép vết thương cầm máu và chuyển ngay đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật đa chuyên khoa để được xử lý kịp thời những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ nổ khi vừa sạc pin điện thoại vừa sử dụng nhiều cháu bé đã bị thương nghiêm trọng ở tay vì nguyên nhân trên mặc dù các bác sĩ đã cảnh báo nhiều song vẫn liên tiếp có trường hợp phải nhập viện do điện thoại phát nổ khi đang sạc pin mặc dù sạc pin dự phòng là một thiết bị khá tiện lợi nhưng lại ẩn chứa nguy cơ cháy nổ nguy hiểm nếu dùng sản phẩm kém chất lượng hoặc sử dụng không đúng cách do vậy các chuyên gia công nghệ khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm chính hãng thương hiệu và nhà phân phối uy tín không nên vừa sạc vừa dùng điện thoại và tránh va đập trong quá trình sử dụng để phòng tránh nguy cơ cháy nổ đáng tiếc nguy hiểm đến tính mạng Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.